Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì theo thông tin mới đây thì Phùng Ngọc Huy đã bị mất việc ở Mỹ vì dư luận chỉ trích sau khi Mai Phương qua đời. Các bạn biết là Phùng Ngọc Huy là bạn trai cũ của Mai Phương, và cái việc Mai Phương mất mà Phùng Ngọc Huy không về được, hoặc là những cái chuyện cũ của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thì có rất là nhiều rắc rối trong cái chuyện này. Và một người bạn được cho là bạn thân của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã cho biết rằng nam ca sĩ đã bị mất việc ở Mỹ và bị chỉ trích sau khi bạn gái cũ mình qua đời. Mới đây thì trên trang thương hiệu mà Phùng Ngọc Huy đang hợp tác ở Mỹ đã tiết lộ là nam ca sĩ phải dừng công việc vì bị dư luận chỉ trích sau khi Mai Phương qua đời. Cô đã nhận là bạn thân của Phùng Ngọc Huy và cả Mai Phương, và cô đã chia sẻ như thế này: "Tôi, anh Huy, Mai Phương, cả ba đều rất thân và chúng tôi ăn chung, ngủ chung, mặc chung, dù chuyện của hai người họ lúc đó đã chia tay ở Việt Nam. Gia đình của Huy, tôi đã chơi và tiếp xúc của họ rất là lâu. Họ rất là hiền lành và rất là đạo đức chuẩn mực. Và người này cũng cho biết là gia đình Huy đều yêu cầu là đều yêu thương bé La Vi, nhưng vì có lý do riêng nên bên nội ít khi được gặp bé La Vi. Và tôi không bênh vực anh Huy cũng như là không hề bỏ Mai Phương. Mai Phương muốn gì đều nhờ tôi nói lại với Huy." Người này đã cho hay như vậy. Người này cho biết thêm là Phùng Ngọc Huy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha khi chu cấp đầy đủ cho bé La Vi. "Bạn có biết là mỗi tháng anh Huy phải gửi bao nhiêu tiền và quà về Việt Nam hay không? Chính tôi là người đem tiền về Việt Nam giao tận tay cho Mai Phương. Chắc bạn không hề biết là anh Huy không hề kể với ai. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được anh Huy phải sống như thế nào ở Mỹ, chật vật vất vả lo cuộc sống nơi đất khách quê người, nhưng mà mỗi tháng vẫn lo chu toàn cho bé La Vi. Khi mà Mai Phương đến Mỹ thì anh Huy vẫn sắp xếp lo lắng đầy đủ chu đáo cho Mai Phương, không có thiếu thốn cái gì cả." Và bạn thân của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đã chia sẻ như vậy. Người này bức xúc là khi vì sự chỉ trích thiếu căn cứ của dư luận mà Phùng Ngọc Huy phải mất việc làm, cũng như là mất đi nguồn thu nhập chính. "Tôi là người trả lương cho anh Huy và bây giờ thì nhờ các bạn mà anh Huy đã mất công việc tốt rồi. Các bạn hài lòng và mãn nguyện rồi phải không? Không phải anh Huy sợ những anh hùng bàn phím độc ác như các bạn, mà vì anh Huy bị chửi quen rồi nên anh cũng chẳng sợ liên lụy đến công việc của tôi. Nếu tôi không hợp tác làm việc với anh Huy nữa thì tiền đâu anh ấy gửi về cho bé La Vi? Đấy, bạn đang giết bé La Vi bằng những cái hành động thiếu văn hóa của mình." Hiện tại Phùng Ngọc Huy vẫn im lặng trước những chỉ trích từ phía dư luận sau khi mà Mai Phương ra đi. Mai Phương còn sống cũng không hề trách móc gì bạn trai cũ. Trong game show Hát Câu Chuyện Tình thì cô đã chia sẻ cả hai từng quay lại chung sống sau khi mà đã sinh bé La Vi, nhưng không thể hòa hợp nên chọn là đường ai để đi. Mai Phương nói trong nước mắt là Phùng Ngọc Huy có một cuộc sống ổn định ở Mỹ. "Nếu anh có về và nếu Phương có điều kiện thì Phương vẫn sẽ giúp đỡ và đón chào như một người ba của bé La Vi." Mai Phương đã nghẹn ngào kể lại. Và đó là tất cả thông tin trong video này mình muốn gửi đến các bạn, và mình cũng nói thêm với các bạn là cái chuyện của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương là cái chuyện riêng cá nhân của họ, mình không nên mình chỉ nên nghe thôi, mình không nên nhúng tay vào quá nhiều, vì thật sự là bên trong họ sẽ cái gì thì mình thật sự mình cũng không có biết được, nên chúng ta chỉ là những người ngoài, chúng ta lắng nghe thông tin thôi. Còn phán xét người ta quá mà đến nỗi mà Phùng Ngọc Huy phải chỉ trích, đến nỗi Phùng Ngọc Huy phải mất việc thì cái điều này không biết là có thật hay không, nhưng mà nó nếu mà thật thì nó cũng hơi quá đáng. Vì thực sự là người ta trước đó người ta sống với nhau, người ta không hợp thì người ta chia tay thôi, và hiện tại thì Phùng Ngọc Huy cũng đã chu cấp đầy đủ cho bé La Vi thì gọi là đường ai nấy đi rồi đó, nên chúng ta cũng không thể nào mà trách móc Phùng Ngọc Huy được. Thì đó là tất cả những thông tin và những chia sẻ của mình về vấn đề này, và video đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.